Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đã xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 11 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, sau những ngày nắng nhiều và ít mưa, đến ngày mai thì cường độ nắng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ suy giảm và nền nhiệt cũng giảm đi khoảng từ 1 cho đến 2 độ, phổ biến ở ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Về chiều tối thì gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn trên cả hai khu vực cả về diện và lượng, báo hiệu mùa mưa tuy muộn nhưng bắt đầu đến với các tỉnh thành phía Nam. Trở ra phía Bắc, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai do khối khí mát từ phía Bắc di chuyển xuống khiến cho giải mây rông hoạt động mạnh dần và gây mưa rào và rông cho khu vực. Trong cơn rông thì vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc xoáy và sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Vì vậy mà bà con ở khu vực này cần phải đề cao cảnh giác. Do có mưa nên thời tiết ở toàn miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái mát mẻ hơn khi mà nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều sẽ dao động từ 30 cho đến 33 độ, chỉ một vài nơi xấp xỉ là 34 độ. Thưa bà con, mặc dù nền nhiệt tại Bắc Bộ ngày mai đã dịu mát hơn, Tuy nhiên, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cuối tháng 5 thì Bắc Bộ nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng chịu một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày. Từ đầu tháng 6 đến nay thì nắng nóng cục bộ vẫn xuất hiện trên địa bàn tỉnh, khiến cho sức đề kháng của tôm bị giảm, dẫn đến hiện tượng tôm chết giải rác với diện tích là 130,2 ha. Đến nay thì con số đã tăng lên là 287,9 ha. Vì vậy để chăm sóc tốt cho tôm tôm thời gian này thì bà con nên nuôi tôm với mật độ vừa phải, cho tôm ăn theo phương châm là lượng ít lần nhiều để tránh ô nhiễm đầy ao, trộn bổ sung thường xuyên vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết vào thức ăn, sử dụng men vi sinh để ổn định môi trường ao nuôi và tạo vi khuẩn có lợi, tăng cường quạt nước nhất là khi mà thời tiết thay đổi để tránh phân tầng nhiệt độ, định kỳ thay nước, bón vôi cho ao nuôi. khi phát hiện tôm bị dịch bệnh thì bà con phải cách ly, không sử dụng chung các dụng cụ cùng với các ao khác, không thải nước thải mang mầm bệnh trực tiếp ra bên ngoài. Trở lại với tình hình thời tiết, trong khi ở các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa rông và hầu như không có nơi nào nhiệt độ ở mức nắng nóng, thì tại khu vực Trung Bộ, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Ngày mai thì nắng nóng vẫn tiếp diễn dọc suốt các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Ninh Thuận, với mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng từ 34 cho đến 36-37 độ. Khu vực vùng núi phía Tây thì nhiệt độ có thể đạt mức từ 37 cho đến 38 độ. Đến chiều tối thì mưa rông cục bộ có khả năng xuất hiện tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong cơn rông thì vẫn tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy, sấm xét và gió rất mạnh. Để bà con cần lưu ý phòng tránh không nên ra đồng trong thời gian này. Đặc biệt khi thấy có hiện tượng rông sét thì bà con tuyệt đối không được trú dưới gốc cây cao để phòng bị sét đánh. Và ngay sau đây mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông đề phòng rông xét và gió giật, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông, cần đề phòng tố lốc sấm xét và gió giật mạnh trong mưa rông, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc cần cảnh giác với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 với nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất giao động từ 34 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn và độ trung bình là từ 75 cho đến 80%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, phổ biến là không mưa, ngày nắng. Phía Bắc sẽ có nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ, với độ ẩm trung bình từ 77 cho đến 82%. Tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và sông rải rác, cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh trong mưa rông, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 82 cho đến 87%. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và sông rải rác. Trong cơn sông cần đề phòng có tố lốc và gió rất mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất giao động từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88%. Bản tin thời tiết đồng vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.